Người bệnh viêm khớp có nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, đau tim, đột quỵ hoặc các cơn đau nặng hơn nếu nhiễm cúm, đặc biệt khi trời lạnh. Thời tiết chuyển lạnh cũng là thời điểm virus cúm phát triển và lây lan mạnh trong cộng đồng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cả người lớn và trẻ nhỏ. Mặt khác, cơ thể cũng phải tiêu hao nhiều năng lượng, làm suy giảm sức đề kháng, dẫn đến dễ mắc bệnh cúm hơn, nhất là với những người có thể trạng yếu hoặc có bệnh lý nền, điển hình như viêm khớp. Virus cúm khi xâm nhập vào cơ thể người bệnh viêm khớp sẽ kích hoạt phản ứng viêm, khiến các triệu chứng sưng tấy, đau nhức và cứng khớp bùng phát dữ dội. Nếu không xử lý kịp thời, phản ứng viêm lan rộng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, đau tim và đột quỵ. Đồng thời, người bệnh viêm khớp có rủi ro nhiễm trùng thứ phát như nhiễm trùng xoang, nhiễm trùng tai, viêm phế quản. Nghiên cứu cho thấy, những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có tỷ lệ mắc bệnh cúm cao hơn 10,3% so với những người không bị. Đặc biệt, người bệnh viêm khớp dạng thấp có nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, đau tim và đột quỵ cao gấp 2,75 lần nếu nhiễm virus cúm. Đặc biệt là nhóm bệnh viêm khớp tự miễn bao gồm viêm khớp dạng thấp, viêm khớp vẩy nến và lupus ban đỏ liên quan đến sự rối loạn miễn dịch, tức là hệ thống miễn dịch tấn công ngay cả các tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Để giảm mức độ đau nhức, căng cứng khớp cũng như nguy cơ nhập viện do biến chứng nặng, người bệnh viêm khớp cần thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc sức khỏe xương khớp và phòng ngừa lây nhiễm cúm. Để chăm sóc sức khỏe xương khớp, nên tăng cường các loại thực phẩm giàu omega 3, protein, canxi, kẽm và vitamin D. Thường xuyên tập thể dục thể thao, duy trì cân nặng ổn định với chỉ số BMI trong khoảng từ 18.5 đến 24.9. Giữ ấm các khớp, uống đủ nước mỗi ngày. Để phòng bệnh, nên tránh tiếp xúc với người bị cúm, rửa tay bằng xà phòng và nước, khử trùng các bề mặt thường chạm vào như tay nắm cửa, điều khiển TV, màn hình điện thoại, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi hay miệng, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Bên cạnh đó, việc tiêm vaccine cúm cũng là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ người viêm khớp khỏi sự tấn công của virus cúm. Theo các chuyên gia, thời điểm các dịp lễ Tết cũng là lúc tỷ lệ mắc bệnh cúm tăng cao do thời tiết chuyển lạnh cùng với nhu cầu đi lại vui chơi gia tăng. Do đó, những trường hợp có bệnh lý nền và hệ miễn dịch yếu nên chủ động tiêm phòng cúm từ 2 cho đến 3 tuần trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ để cơ thể kịp sinh kháng thể, tối đa hóa khả năng chống virus cúm. Việc tiêm vaccine cúm không chỉ giúp phòng cúm hiệu quả mà còn giúp giảm nguy cơ tăng nặng các bệnh đang mắc và tránh nguy cơ đồng nhiễm virus, vi khuẩn khác. Ngoài tiêm vaccine phòng cúm và tăng cường chăm sóc sức khỏe, người bệnh viêm khớp cần thăm khám sức khỏe định kỳ, qua đó sớm phát hiện ra các bất thường để có giải pháp khắc phục kịp thời, giúp duy trì hệ thống xương khớp được chắc khỏe và bền vững.